Sa Phương Anh xin được kính chào quý vị đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Và người trò chuyện cùng với Phương Anh ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị bạn Maria Teresa Quý Yên. Chào chị Phương Anh, xin chào quý vị khán thính giả. Bản tin đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cùng quý vị hôm nay đó là trường y khoa thuộc Đại học Georgetown của dòng tên tại Washington DC, Hoa Kỳ đã hợp tác với trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch Sài Gòn để phát triển, đào tạo và nghiên cứu về y tế tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Và Phương Anh được biết là theo như bản tin trên đài Vatican Việt ngữ vào trung tuần tháng 8 năm 2019 cho biết, bác sĩ Jay Mitchell, trưởng khoa y học của Đại học Georgetown và bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, trưởng bộ môn y học gia đình của Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ký bản ghi nhớ việc chính thức hóa quan hệ đối tác đã được thực hiện hơn một năm qua. Và linh mục Giulio Giulietti thuộc tỉnh dòng tên Đông Bắc Hoa Kỳ, người đã làm công việc thăm dò và chuẩn bị cho các điều kiện hợp tác cho biết, trước tình trạng đáng buồn về việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục đại cương tại Việt Nam, sự hợp tác này sẽ thúc đẩy việc học hỏi về tư duy và con tim của sinh viên y khoa, bác sĩ, y tá và những người khác làm trong dịch vụ y tế tại Sài Gòn và Hoa Kỳ. Và trong 9 năm rưỡi, cha Giulietti đã và đang làm việc tại Đông Nam Á, chủ yếu là tại Việt Nam. Và việc hợp tác bao gồm 3 khía cạnh. Thứ nhất là trao đổi sinh viên y khoa năm cuối giữa hai trường và các bệnh viện trực thuộc. Tiếp đến là chia sẻ đào tạo nâng cao bởi các giảng viên Đại học Georgetown về những khoa học cơ bản và cái ghép tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cũng như chia sẻ trao đổi các bác sĩ của hai trường và bệnh viện trực thuộc. Và cuối cùng là hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực như phòng chống béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường và ung thư tuyến tiền liệt khởi phát sớm liên quan đến chất độc da cam để công bố trên các tạp chí y tế thế giới. Và Phương Anh được biết là trước khi ký bản ghi nhớ này thì bác sĩ Đại học Georgetown đã đến Việt Nam để giảng dạy và đào tạo thực tế cho các bác sĩ và y tá Việt Nam về các chuyên ngành y khoa và phẫu thuật. Và linh mục Giulietti cho biết sự hợp tác này là ví dụ về một mạng lưới giáo dục quốc tế trong dòng tên, hỗ trợ và dẫn bước khi có nhu cầu lớn. Có nhiều khả thể lợi ích cho cả hai trường, đại diện cho những nước có một quá khứ biến động. Và chúng ta hy vọng rằng khi có cơ hội, dòng tên Việt Nam sẽ có thể bước vào và dẫn đầu trong các chương trình như chương trình này. Và Quý Yên có thể nói đây là một tin vui cho việc đào tạo nhân sự phục vụ tại ngành y tế tại Việt Nam. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều bản ghi nhớ chính thức hóa quan hệ đối tác như vậy được ký kết để giúp việc chăm sóc sức khỏe người dân tại Việt Nam được tốt đẹp hơn. Và kính thưa quý vị, với phần chia sẻ này chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện cuối tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Kính chúc quý vị một tuần lễ thật an lành. Và giờ đây chúng tôi xin được kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.